안녕하세요. 보탄영입니다. 만나서 반갑습니다. Xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong bài học ngày hôm nay. Trước khi chúng ta bước vào bài học mới, mời các bạn ôn lại những kiến thức trọng tâm trong bài cũ. Trong bài học trước, chúng ta đã học một số động từ có đuôi là hata. Và chúng ta cũng đã biết, khi ở thì hiện tại, đuôi từ hata này được chuyển thành heo. Và chúng ta cũng đã học cách đặt câu hỏi cho dạng từ này. Các bạn lưu ý, khi viết, chúng ta sẽ thêm dấu chấm hỏi vào cuối câu. Còn khi nói, để cho người nghe biết đó là câu hỏi, thì chúng ta hơi lên giọng ở cuối câu một chút. Bây giờ, cho phép tôi được hỏi các bạn đang theo dõi truyền hình. 지금 뭐 해요? Và tôi chắc chắn câu trả lời của các bạn sẽ là 공부해요. 공부해요. Vừa rồi chúng ta đã ôn lại bài cũ. Bây giờ, trước khi bước sang bài học mới, mời các bạn xem băng để biết rõ nội dung của bài học ngày hôm nay. 요즘 뭐 해요? 한국어를 공부해요. 그리고 친구를 만나요. 민욱 씨는 뭐 해요? 매일 도서관에 가요. 매일 도서관에 가요? 네. 요즘 열심히 공부해요. 이 책을 읽어요. 재미있어요? 네. 재미있어요. 요즘 뭐 해요? 한국어를 공부해요. 그리고 친구를 만나요. 민욱 씨는 뭐 해요? 매일 도서관에 가요. 매일 도서관에 가요? 네. 요즘 열심히 공부해요. 이 책을 읽어요. 재미있어요? 네. 재미있어요. Trong phim, chúng ta thấy nhân vật Michael và Minook gặp nhau. Họ hỏi nhau xem dạo này người kia làm gì. Chúng ta sẽ xem những cấu trúc được sử dụng trong bài. Đầu tiên, chúng ta sẽ học các trợ từ. Những trợ từ này luôn đứng sau tân ngữ, đó là trợ từ il và lil. Sau đó, chúng ta sẽ học từ she. Từ này luôn đứng sau tên của một người nào đó. Trước khi bắt đầu các bài luyện tập, chúng ta sẽ học một số từ chỉ thời gian. Ở đây tôi nói từ chỉ thời gian không phải là những từ trên chỉ trên đồng hồ, mà đó là những từ đại thể như ngày mai, ngày kia, hôm nay. Mời các bạn cùng theo dõi. 요즘 요즘 매일 매일 어제 어제 내일 내일 Mời các bạn xem phim để hiểu rõ cách sử dụng những từ này. 한국어를 공부해요. 친구를 만나요. 이 책을 읽어요. Minook hỏi Michael, dạo này cậu làm gì? Câu này trong tiếng Hàn sẽ là 요즘 뭐 해요? Michael trả lời rằng dạo này anh ấy học tiếng Hàn Quốc. Trong bài học trước, chúng ta đã học mẫu câu học tiếng Hàn Quốc là 한국어 공부해요. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ thêm trợ từ cho tân ngữ. Vậy câu này sẽ được nói là 한국어를 공부해요. Còn Minook trả lời rằng dạo này anh ấy đang đọc sách. Trong câu này chúng ta cũng gắn thêm trợ từ cho tân ngữ. 책을 읽어요. Thưa các bạn có nhớ trong bài trước chúng ta đã học các cụm từ như 한국어 공부해요 và cụm từ 책 읽어요. Nhưng trong bài ngày hôm nay chúng ta lại nói 한국어를 공부해요 và 책을 읽어요. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sự khác nhau giữa trợ từ 을 và 를. Thưa các bạn, 을 và 를 là các trợ từ đứng sau tân ngữ nhằm chỉ rõ đối tượng của hành động.
có một lý do rất đơn giản để chúng ta có thể phân biệt được khi nào dùng trợ từ ül và khi nào dùng trợ từ lên. Thưa các bạn, khi âm tiết cuối cùng của tân ngữ là nguyên âm thì chúng ta sẽ dùng trợ từ lên, và khi âm tiết cuối cùng của tân ngữ kết thúc bằng một phụ âm thì chúng ta sẽ dùng trợ từ ül. Trong những cuộc hội thoại hàng ngày, chúng ta có thể lược bỏ bớt những trợ từ này, nhưng khi viết thì chúng ta không được phép lược bỏ chúng. Bây giờ mời các bạn cùng luyện tập một số câu trong đó có các trợ từ ül và lên. 책을 읽어요. 음악을 들어요. 친구를 만나요. 한국어를 공부해요. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng học cách hỏi ai đó đang làm gì. Mời các bạn cùng xem phim. 민욱 씨는 뭐예요? 민욱 씨는 뭐예요? Trong phim, chúng ta thấy Michael có nói một câu. 민욱 đang làm gì thế? Chúng ta cùng nghe lại câu này bằng tiếng Hàn. 민욱 씨는 뭐해요? 민욱 씨는 뭐해요? Thưa các bạn, khi chúng ta muốn nhắc đến tên một người nào đó thì tốt nhất là chúng ta sẽ thêm từ 씨 vào ngay sau tên của người đó. Chúng ta có thể bắt đầu ngay với câu hỏi với những tên người như 민욱 씨는 và 마이클 씨는. Mời các bạn cùng luyện tập với cô Chi Sương Hiên. 안차키 씨는 뭐해요? 안차키 씨는 뭐해요? Còn nếu các bạn hỏi tôi là 흥 씨 뭐해요? Thì tôi xin được trả lời là 한국어를 공부해요. Bây giờ mời các bạn chú ý lắng nghe đoạn hội thoại. 안차키 씨는 오늘 뭐 해요?